Dạ bẩm, cơ quan tri ủy xin vào ý kiến. Ra nói ta đang mệt, không muốn tiếp ai hết. Dạ bẩm, quan tri huyện rất tha thiết muốn gặp ngài, hình như là có chuyện gì cần kiếp lắm. Ngươi đã nhận bạc của hắn hay sao mà lại xin giùm hắn chứ? Dạ con không có. Tên quan huyện này cũng hào phóng quá chứ. Dạ bẩm, con không muốn nhận, nhưng quan tri huyện cố tình nhét vào tay con à. Chứ con không muốn nhận đâu. Có lẽ quen thôi, nên đến đâu hắn cũng lót tay để mà dễ dàng lọt qua. Thói quen này chắc đã ăn sâu nên khó bỏ đây. Thôi được rồi, ngươi lui đi. Bây giờ ngươi hãy ra ngoài kêu hắn vào đây. Dạ. Muốn gặp ta gấp như vậy chắc là có chuyện chi nhờ cậy. Dạ bẩm thượng quan, có kẻ nhờ cậy nhưng vì không dám gặp ngài cho nên mới nhờ đến hạ quan đây. Trong rương có những gì? Dạ thưa thượng quan, dạ trong rương này có 1.000 lượng vàng. Dạ bà Đào nhờ hạ quan mang đến để biếu quan. Dạ. Về việc gì? Dạ không, không việc gì cả. Bà ta nói làng này được quan lớn ghé thăm thì thật là vinh hạnh, nên có chút quà mọn mang đến để biếu quan thôi à. Quà mọn? Quà mọn mà đến 1.000 lượng vàng hay sao? Dạ so với phẩm chất và chức vị của ngài ở đây á thì có xá gì đâu à. Vậy ngươi mở công đường phán xét cho bà ta thì ngươi được bao nhiêu tiền? Dạ bấm quan. Dạ. Còn không khai mau. Dạ bà ta có biếu hạ quan 200 lượng. Dạ. 200 lượng. Vậy cũng xứng với chức vị và phẩm chất của ngươi đúng không? Dạ bẩm. Dạ hạ quan không có phẩm chất để xài số vàng đó đâu à. Dạ hạ quan sẽ mau trở về nhà rồi mang số vàng đó để nộp lại cho thượng quan à. Dạ. Nộp cho ta để làm gì? Để ta bỏ qua cái tội nhận hối lộ, bẻ công sự thật, thầy trắng đổi đen hay sao? Dạ bẩm quan, hạ quan không dám mà. Dạ hạ quan xin nộp 500 lượng vàng mà trong nhà hạ quan đang có. Dạ đó là tất cả gia tài và tài sản khi mà con có khi con nhậm chức á, mong ngài nhắm mắt làm ngơ tha cho con lần này. Ta có đi ngang qua dinh của ngươi, thấy cũng uy nga tráng lệ, không thua gì dinh cơ của các đại quan ở trên triều. Dạ. Là một quan huyện trấn nhậm một huyện nhỏ thôi mà sung túc như vậy. Thật là phước phần đó. Dạ bẩm hạ quan. Người có biết mục đích của ta di hành đến những làng mạc xa xôi để làm gì hay không? Dạ, để xem xét và hiểu được cuộc sống của dân tình. Còn nữa là để trừng trị những tên quan tham bóc lột của dân như ngươi. Dạ bẩm thượng quan. Dạ hạ quan biết tội hạ quan rồi. Dạ mong thượng quan tha tội cho hạ quan lần này. Dạ tất cả
dinh cơ và tài sản của Hạ Quan đang có. Dạ, dạ xin, xin gặp lại cho ngài à. Dạ mong ngài tha cho con một con đường sống à. Dạ, mong thượng quan thương tình, nương nhẹ tay cho con à.